Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm sữa đậu nành uống mọi người ơi. Sữa đậu nành làm cũng dễ lắm luôn nữa, mà nó không có bị tanh nha mọi người. Xin mời mọi người cùng làm với mình nha. Thì giờ này thời tiết cũng ấm ấm lên rồi đó, mình coi làm sữa mình có thể uống lạnh hoặc là uống nóng cũng được luôn nha mọi người. Thì đây là mình chuẩn bị 500g đậu nành của Hèn nè. Mình đã vo 2-3 nước rồi, mình cho là 1,5 lít nước và 1 muối cho mình ngâm qua đêm nha mọi người. Thì mình ngâm nó vậy thì nó sẽ nở ra nhiều và mình nấu nó mau hơn. Mọi người ngâm từ 8 tiếng trở lên thì nó mới nở đậu ra như thế này nha mọi người. Đậu này mình đã ngâm qua đêm, bây giờ mình sẽ đi vo sạch và nấu lên nha mọi người. Mình không cần nấu cho nó chín, chỉ cho nó sôi lên là được rồi. Và mình sẽ tắt bếp nha. Thì mình dùng là thêm 2 lít nước lọc, và nãy mình để 1 lít nước để vào đậu mình nấu luôn, là tổng cộng 3 lít đó mọi người. Giờ mình sẽ để chia ra từ phần mình xay nha mọi người. Thì đậu này cũng còn hơi nóng nè, cho nên mình sẽ để hơi nguội nguội và mình xay nha. Thì cái máy xay sinh tố của mình á, xay cũng không được nhuyễn cho lắm nữa, mình xay đến mức có thể nha. Giờ mình sẽ lượt qua cái khăn lượt này nha mọi người. Khi mình lượt á, mình cũng cầm cẩn thận cho nó đừng có bị trào cái nước nó ra, tại mình cái này mình xay nó hơi nhiều rồi nè, cho nên mình sẽ túm cái miệng của cái khăn lượt từ từ lại nha, và bóp từ từ để cho những cái chất sữa của đậu nành nó ra hết nha. Cũng xuống từ rồi, mình thấy công đoạn này mình phải dùng hết sức nặng tay luôn á. Mình phải bóp cho nó ra hết cái chất nước luôn nha. Và mình sẽ bỏ cái xác nha mọi người. Đây là phần nước mà mình thu được nè mọi người. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp mình nấu lại nha. Mình sẽ cho một ít lá dứa đông lạnh. Mình có đông lạnh sẵn lá dứa, khi nào cần thì mình lấy cho mình xài nha mọi người. Thì mình sẽ để lửa với lửa vừa và mình nấu đến sôi nha. Dần sôi thì mình thấy có bọt á, mình sẽ vớt bọt liên tục nha mọi người, cho nước sữa mình nó trong á. Và mình sẽ nấu tiếp tục đến khi nào mà sữa của mình nó sôi lên rồi mình sẽ, lúc đó mình sẽ nêm đường vào nha mọi người. Thì sữa mình cũng đã sôi lên rồi, lúc này mình sẽ cho vào đây 100g đường nữa và một tí muối thôi mọi người ơi, không phải là nửa muỗng nha, mà giống như một chấm nhỏ thôi, đặng cho cái vị ngọt của mình nó thanh hơn á. À, mình lúc nào mình cũng để muối dần để cho cái vị nó thanh hơn mọi người. Bây giờ mình sẽ vớt cái lá dứa này ra mình bỏ nha, tại mình nấu lâu quá thì lá dứa của mình nó cũng bị đắng á, nên mình sẽ niêm lại và mình vớt lá dứa và bỏ mọi người. Thì đây là cái phần nước sữa mà mình đã để tủ lạnh cho nó lạnh nè mọi người ơi. Giờ mình sẽ rót ra ly và xin mời mọi người uống cùng mình nha mọi người. Mọi người có thể uống nóng cũng được và cho đá vào thêm cũng được nha. Và mình cảm thấy mình uống lạnh lạnh vậy là cũng được lắm rồi nè. Đã lâu rồi mình mới uống lại sữa đậu nành nha mọi người. Cái mùi vị nó thơm mà nó ngọt vừa, mà nó thơm mùi lá dứa nha mọi người. Ngon gì đâu luôn á. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye mọi người.